Vida Shop là địa chỉ 27 Thân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của ViewSonic với cái logo ba con chim huyền thoại dễ nhận biết ở đây. Thì ở trước đây mình có những cái video giới thiệu các bạn những cái dòng sản phẩm máy chiếu khác nhau của ViewSonic. Thì ở cái video ngày hôm nay tiếp tục là một cái video giới thiệu về cái chiếc máy chiếu của ViewSonic nữa. Thì cái chiếc máy chiếu này có cái mã sản phẩm là BCD5155L. Thì đây là cái dòng máy chiếu hướng đến phân khúc giá rẻ mà ViewSonic tung ra thị trường. Đó, thì mục đích của cái video này giúp bạn có được cái nhìn nhận tổng quan hơn về cái chiếc máy chiếu thuộc phân khúc giá rẻ này của ViewSonic, cũng như là giúp bạn có thêm một sự lựa chọn nữa cho một cái chiếc máy chiếu mà bạn sắp mua trong thời gian tới. Về phần tổng thể, cái chiếc máy chiếu này được bao bọc bởi một cái lớp vỏ nhựa khá là chất lượng ở đây, với hai tông màu, màu trắng sữa và màu xám. Ở phần mặt trước thì có thể chia làm hai phần, phần bên tay phải là phần bố trí cái cụm đèn chiếu, và phần bên tay trái không có gì cả ngoài trừ cái chữ của ViewSonic cũng như là những cái khe giả tản nhiệt ở đây. Đó, nó được ngăn cách bởi cái logo băng chim huyền thoại cùng một cái vạch đèn ở đây. Ở phần cạnh phải của cái chiếc máy chiếu này, đó là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt. Đó, cũng giống như phần bên cạnh trái cũng là tiếp tục những cái khe tản nhiệt được bố trí ở đây. Thì việc bố trí nhiều khe tản nhiệt giúp cho cái chiếc máy chiếu này được hoạt động thông thoáng hơn, cũng như là giúp cho các linh kiện bên trong cũng như là cái bóng đèn chiếu có cái khả năng hoạt động tốt hơn, cũng như là cái độ bền bỉ hơn, tuổi thọ được cao hơn. Thì ở mặt sau của chiếc máy chiếu này, đó là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính cho cái chiếc máy chiếu có thể hoạt động, cũng như là có thể kết nối đối với những cái thiết bị khác. Đó, thì ở đây chúng ta có một cái cổng cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu. Đây là cổng rất quan trọng, bởi vì không cấp nguồn thì cái chiếc máy chiếu này không thể nào hoạt động được. Tiếp theo chúng ta có một cái cổng computer in, một cái cổng RS232, một cổng HDMI, cũng như là một cái cổng hỗ trợ mini USB ở đây, còn một cái cổng có thể khóa được cái chiếc máy chiếu này. Thì ngoài ra chúng ta còn có thấy được ở ngoài vành này là những cái chân bắt ốc giúp hỗ trợ cái chiếc máy chiếu này lúc bắt ốc lên cái thiết bị giữ cái chiếc máy chiếu. Rồi, ở mặt trên của chiếc máy chiếu này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cái cụm phím điều khiển được bố trí ở đây. Chúng ta có thể khởi động cái chiếc máy chiếu này bằng cái nút power, hoặc là tùy chỉnh những cái chế độ bằng cái nút menu, hoặc là những cái phím điều hướng cơ bản key stone đó, cùng những cái đèn báo hiệu ở đây. Rất là đơn giản. Ngoài ra chúng ta còn có thể thấy được cái khu vực để có thể điều chỉnh cái độ zoom bằng cái cần gạt bánh xe này, bằng cái cần gạt như thế này, gạt qua gạt lại để điều chỉnh độ zoom, cũng như là cái bánh xe để điều chỉnh cái độ focus cho hình ảnh trên màn chiếu ở đây, theo cái dạng lăn như thế này. Thì ở khu vực này, như ViewSonic nói thì đây là cái khu vực bố trí cái đèn chiếu, mà chúng ta có thể dễ dàng gỡ ra cái khu vực này và thay cái đèn chiếu một cách dễ dàng hơn. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được sản xuất theo công nghệ DLB với cái công nghệ Super Color, hỗ trợ khả năng trình chiếu tuyệt vời hơn, cùng với cái khả năng trình phát tín hiệu của những file 3D Blu-ray và cái cổng HDMI. Đó là tuyệt vời cho một cái dòng sản phẩm máy chiếu giá rẻ như vậy. Ở mặt dưới của cái chiếc máy chiếu này không có gì khác ngoài hai cái chân chống trượt, cũng như là cái chân hỗ trợ nâng hạ cái phần đầu của chiếc máy chiếu. Đó, còn cái thông tin về sản phẩm tem mã vạch. Rồi, thì mình cũng xin nói sơ qua về một vài cái thông số kỹ thuật trên cái chiếc máy chiếu BCD5155L này của ViewSonic. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được sản xuất theo công nghệ DLB, có cường độ sáng lên đến 3200 ANSI lumen, cũng như là có độ tương phản lên đến 10.000:1, cùng sự hỗ trợ của những cái công nghệ trình chiếu tiên tiến ViewSonic, như là công nghệ Super Color, giúp cho khả năng trình chiếu của chiếc máy chiếu này trên màn chiếu trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì chiếc máy chiếu này có khả năng phát được những cái video định dạng HD, cũng như là hỗ trợ phát Blu-ray 3D ISO thông qua cái cổng HDMI, rất là ấn tượng. Thì ngoài ra bạn còn có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu này để trình phát những cái file văn bản trong những buổi hội nghị hay trong những buổi thuyết trình, hội họp, rất là tiện dụng. Thì ngoài ra khi mua một cái sản phẩm máy chiếu ViewSonic BCD5155L này thì bạn còn có những cái phụ kiện đi kèm như sau. Thì bạn có một cái hộp phụ kiện với một cái dây nguồn để giúp cho cấp nguồn cho cái con ViewSonic BCD5155L này hoạt động. Ngoài ra chúng ta còn có một cái cáp RGB ở đây đó, và một cái remote với hai pin 3A ở đây, cùng sách hướng dẫn và đĩa đi kèm.
Thì cái chiếc máy chiếu này tuy thuộc phân khúc giá rẻ, tuy nhiên nó có những cái thông số kỹ thuật rất là ấn tượng, cũng như là cái độ bền bỉ của bóng đèn khi sử dụng. Thì nó rất thích hợp để sử dụng cho cái việc trình chiếu phim, xem phim tại nhà, cũng như là trong những cái buổi hội họp, hội thảo hay những cái buổi thuyết trình trong lớp, rất là tiện dụng và dễ dàng. Thì cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc máy chiếu Visionic BCD 5155L này mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái video khác. Còn bây giờ cảm ơn các bạn, chào các bạn đã quan tâm theo dõi, chào các bạn. Description.